Chính phủ Ukraine thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, phản đối Ba Lan, Slovakia và Hungary ra lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine. WTO cũng đã xác nhận thông tin này. Chính phủ Ukraine nêu rõ Ukraine nhận thấy những lệnh cấm nhập khẩu lương thực đơn phương từ Ba Lan, Slovakia và Hungary vi phạm những nghĩa vụ quốc tế của các nước thành viên Liên minh châu Âu. Ukraine đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới vì tin rằng các nước đơn lẻ trong EU không thể cấm nhập khẩu hàng hóa của nước này. Kiev hy vọng cả ba nước, Ba Lan, Slovakia và Hungary sẽ giữ bộ hạn chế để tránh phải đưa tranh chấp ra các tòa án. Thay vì mất thời gian kiện tụng, Ukraine cần sự đoàn kết với các nước đó. Trước đó, ngày 15 tháng 9 vừa qua, Ba Lan, Slovakia và Hungary đã công bố các hạn chế riêng đối với việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Ấn Độ hôm nay đã yêu cầu một nhà ngoại giao Canada trong 5 ngày phải rời khỏi nước này nhằm đáp trả động thái tương tự được chính quyền Ottawa đưa ra trước đó. Bộ Ngoại giao Ấn Độ trong thông cáo đưa ra hôm nay cho biết, họ đã ra quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Canada như là động thái đáp trả hành động tương tự mà chính quyền Ottawa thực hiện trước đó một ngày. Thông cáo viết, nhà ngoại giao Canada đã được yêu cầu trong 5 ngày phải rời khỏi Ấn Độ. Quyết định này phản ánh sự quan ngại ngày càng gia tăng của Ấn Độ về sự can thiệp từ các nhà ngoại giao Canada vào những vấn đề nội bộ của Ấn Độ. Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong bài phát biểu trước Quốc hội nước này hôm 18 tháng 9 tuyên bố các cơ quan an ninh Ottawa đang điều tra những cáo buộc đáng tin cậy về mối liên hệ giữa Ấn Độ và vụ sát hại công dân Canada. Ông Hadip Singh Nija, chính quyền Ottawa, cũng đã tiến hành trục xuất một nhà ngoại giao Ấn Độ, người được Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie miêu tả là lãnh đạo cơ quan tình báo Ấn Độ ở Canada. Thổ Nhĩ Kỳ đã cho kích nổ 9 tòa nhà bị hư hại do động đất ở thành phố Malatya, trong bối cảnh nước này vẫn đang nỗ lực phục hồi sau thảm họa động đất hồi tháng 2 vừa qua. Công ty phá rỡ cho biết 1.660 kg chất nổ đã được sử dụng để phá hủy các tòa nhà 15 tầng. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy các tòa nhà bị hư hại nặng nề do động đất đã sụp đổ chỉ trong vài giây sau khi được kích nổ. Đây là một trong số các biện pháp tái thiết của Thổ Nhĩ Kỳ. Các tòa nhà được xây dựng sau này sẽ phải bảo đảm các biện pháp an toàn chặt chẽ nhằm giảm thiểu thương vong trong trường hợp xảy ra động đất. Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở ba khu vực đang chứng kiến tình hình tội phạm gia tăng ở thủ đô Lima. Biện pháp này nhằm mở đường để quân đội Peru tăng cường hỗ trợ lực lượng an ninh trong các chiến dịch truy quét tội phạm. Theo tổng thống Peru Dina Boluarte, việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố khả năng đấu tranh trực diện với các đối tượng tội phạm cũng như những băng nhóm tội phạm có tổ chức. Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 19 tháng 9. Trong những năm gần đây, tình trạng tội phạm đã gia tăng tại thủ đô Lima của Peru. Các báo cáo của cảnh sát Peru cho thấy, số vụ phạm tội tại đây đã tăng lên gần 160.200 vụ trong năm ngoái, so với con số 120.350 vụ trong năm 2021. Gần đây nhất vào tháng 1, chính phủ Peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Lima và ba thành phố lớn khác để ứng phó các vụ biểu tình đòi Tổng thống từ chức. Giới phân tích hiện đang theo dõi sát sao kết quả cuộc họp ngày 19 và 20 tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Nếu một lần nữa không tăng lãi suất thì Fed sẽ phát đi tín hiệu mạnh mẽ về viễn cảnh đảo chiều chính sách, qua đó giảm tốc lộ trình tăng lãi suất liên tiếp kéo dài gần 2 năm qua. Sau cuộc họp trung tuần tháng 6 vừa qua, Fed đã lần đầu tiên giữ nguyên lãi suất cơ bản ở biên độ 5 đến 5,25 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm ngoái trước khi tạc nhẹ trở lại trong tháng 7. Sau đó, các thị trường và giới phân tích đang theo dõi sát sao kết quả cuộc họp ngày 19, 20 tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed. Quyết định sắp tới sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ, không chỉ về ngắn hạn mà còn phần nào phát họa bức tranh nền kinh tế số một thế giới trong năm 2024 nhiều nhà phân tích dự báo kịch bản dễ xảy ra nhất đó là Fed thêm một lần giữ nguyên lãi suất. Kết quả khảo sát mới đây của Reuters cho thấy có tới 94 trên 97 chuyên gia kinh tế dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25 đến 5,5 điểm phần trăm, áp đặt sau cuộc họp hồi tháng 7. Fed sẽ tạm dừng lộ trình tăng lãi suất trong bối cảnh kinh tế bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu giảm tốc, xu hướng lạm phát bán lẻ giảm trên diện rộng và nguy cơ chính sách siết chặt tiền tệ kìm hãm tăng trưởng trong tương lai. Đó là những yếu tố có thể khiến các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ do dự trong việc tiếp tục tăng lãi suất và siết chặt dòng tiền. Nhiều chuyên gia cho hay diễn biến nền kinh tế Mỹ hiện nay là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách của Fed thêm một lần giả phanh lãi suất hiện nay tỷ lệ lạm phát tiếp tục giảm trong khi tăng trưởng dù chưa cao song ổn định và vững chắc thị trường việc làm khởi sắc trước thực tế này nhiều quan chức fed muốn có thêm thời gian để lắng nghe phản ứng của thị trường và trở nên kinh tế thật sự ngấm các lần tăng lãi suất liên tiếp trong hơn một năm qua ngược lại một số quan chức có quan điểm cứng rắn của fed vẫn tin rằng siết chặt chính sách dòng tiền thêm một thời gian nữa là phù hợp để hoàn thành mục tiêu chống lạm phát Tôi nghĩ nên có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất khác từ nay cho tới cuối năm. Có thể phép giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9, song trong bối cảnh lạm phát dù có giảm nhưng vẫn rất cao như hiện nay, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ sớm thực hiện thêm một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Chủ tịch Fed Jerome Powell từng nói rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ tiếp tục theo dõi cả số liệu kinh tế và các thách thức tiềm ẩn trong nền kinh tế để đưa ra quyết sách phù hợp. Tuy nhiên, ông Powell tái khẳng định hạ nhiệt lạm phát vẫn là quyết tâm không đổi của Fed, phát đi tín hiệu rằng ngân hàng này để ngỏ khả năng có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Ngoài cuộc họp của Fed, giới chuyên gia kinh tế đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh BOE vào ngày 21 tháng 9 và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ vào ngày 22 tháng 9. Các nhà đầu tư rõ ràng đang trông chờ cú hích cuối cùng trong cuộc chiến chống lạm phát. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trường Bắc Tây Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.